nắng lấp lánh em ra vườn thăm cây mai. Má mà làm gì vậy? Thấy hai con nè, con mới về nè. Mà con mới về á? Quá là đẹp luôn nè. Đó, đàn nhánh xe nha, vùng liền toàn nhánh khỏi phải chê luôn nha. Nè. Quá tệ luôn. Ôi ôi. Ôi. Đó. Nè đế nè. Thôi, nguyên cái đế là sò luôn. Đó, đế bự không nè. Đây này, này chưa có má chưa có môi lên thôi nha. Đế rất là đẹp nha. Nè. Rồi, coi đế kìa cả nhà. Đó, cây củ đế rất là to luôn. Mà nay còn rẻ nữa nè. Rẻ nữa mà nhiêu mà rẻ? 7.000, bữa nay là đi ăn còn có 6.000 thôi. 7.000 mà giờ còn có 6.000 luôn. Mà 50 cây là mình được thêm 3 cây mà được bao ship luôn. Trời ơi. Quá trời hời luôn rồi cái nhà. Bình thường 7.000 giờ còn có 6.000 một cây. Con anh chị con nè. Nè con coi đế nha, đẹp không? Trời đã dữ tại. Cái này là nó anh chị mình trồng lên cái đế nó cái rất là đẹp luôn nha. Đó. Rồi cây nè, cây nó mập lù uống nu luôn. Tàn nhánh xum xê luôn nè. Trời ơi coi nè mấy anh chị. Đó. Quá trời xuất sắc luôn rồi cả nhà ơi. Mà có nhiêu 6.000 cây. Đi đơn từ 20 cây rồi mua 50 cây đi em bao ship thêm mình 3 cây nữa luôn. Trời ơi, mập lù nâu luôn rồi cả nhà. Đó mấy anh chị thấy không? Ừ. Mấy con mới về đã quá mọi người ơi, nhanh tay hút lẹ mấy anh chị ơi. Ôi coi nè mọi người. Số lượng rất là nhiều luôn nha. Một hôm tàn cực kỳ to luôn nha cả nhà. Cây rất là khỏe luôn nha mấy anh chị. Coi rễ nè. Rễ ra rất là nhiều luôn nha cả nhà ha. Đó, xuất sắc, rất là mạnh luôn. Khỏe ru luôn. Mà 6.000 một cây luôn á mấy anh chị ơi. Đi em đi đơn từ 20 cây đó lên nha. Mua 50 cây thì bên em sẽ bao phí ship và thêm mình 3 cây nữa luôn nha cả nhà. Còn ngần ngại gì nữa mà không alo cho dùng mai có chiếc chè bông đi chốt nhanh liền giúp em luôn nè mấy anh chị yêu của em ơi. Mai con quấn rễ đế lộn xộn nha cả nhà yêu.